Cổ nhân chỉ rõ, người ăn ở có phúc khí lớn, chỉ cần nhìn 6 điểm này là rõ nhất, hậu vận rất sớm. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Cuộc đời mỗi người có 3 phần do trời định, còn 7 phần dựa vào sự cố gắng. Mệnh tốt hay xấu một phần do trời, nhưng tu tâm dưỡng tính mới quyết định người đó sống trong phúc hay họa. Người có tâm tính tốt sẽ vượt qua khó khăn dễ dàng. Tâm càng tốt thì phúc lại càng dày. Vậy những người hậu vận tốt, phúc dày sẽ có đặc điểm gì? Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết những đặc điểm đó mà nhận biết bạn nhé. Thứ nhất, tướng mạo dễ nhìn. Bạn đã bao giờ để ý rằng có những người lần đầu gặp mặt trông rất tinh tế, nhưng nhìn lâu rồi lại thấy bình thường, trong khi có những người ban đầu trông có vẻ bình thường, càng về sau lại càng thấy thuận mắt và thú vị hơn chưa? Nếu đã từng thấy người như vậy rồi, hãy bình luận số 1 dưới video nhé. Những người có tướng mạo thay đổi như vậy là bởi khuôn mặt của họ phản ánh tính cách và tâm hồn bên trong. Trong dân gian có câu tâm sinh tướng hay tướng tùy tâm sinh, có nghĩa là vẻ ngoài của một người sẽ thay đổi theo tư tưởng và thân tâm bên trong của họ. Chính vì thế người có tướng mạo ưa nhìn thường là người có phúc khí lớn. Nếu bạn khoan dung, trên mặt sẽ toát lên vẻ an nhiên và thanh thản. Khi bạn thân thiện, khóe miệng sẽ tự nhiên cong lên như đang cười. Nếu bạn sống đơn giản và trong sáng, khuôn mặt bạn sẽ phản ánh niềm vui như trẻ nhỏ. Ngược lại, nếu bạn giả dối, ánh mắt sẽ trở nên bối rối và bất định. Những người nóng nảy thường có đôi lông mày cao có, thể hiện trạng thái tinh thần căng thẳng và bất an. Trong thực trạng xã hội hiện nay, khi cuộc sống phát triển thì chúng ta lại càng ngày trở nên hối hả và căng thẳng. Tâm trạng của mỗi người dễ bị tác động bởi những áp lực xung quanh. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết giữ gìn tâm hồn thanh thản và tích cực thì tướng mạo cũng sẽ trở nên rạng rỡ và thu hút hơn. Sự thay đổi tích cực trong trạng thái tinh thần không chỉ cải thiện dung mạo mà còn tăng thêm khí chất và sự tự tin hơn. Người có tinh thần mạnh mẽ và lạc quan thường có thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Chính vì vậy, hãy luôn nuôi dưỡng một tâm hồn tốt đẹp, biết khoan dung và yêu thương để gặt được nhiều phúc báo bạn nhé. Thứ hai, người biết nhận lỗi. Đa số mọi người thường không dám đối mặt với việc nhận sai và thừa nhận lỗi lầm của mình. Thường thì bất cứ vấn đề gì xảy ra, họ cũng cho rằng đó là lỗi của người khác. Họ luôn nghĩ rằng bản thân họ mới là đúng. Thậm chí nếu biết mình sai, cũng không dám nhận lỗi vì sợ mất mặt. Nhưng thực ra, việc không biết nhận lỗi đã là một sai lầm lớn. Bởi chỉ người có thể nhận lỗi là người có khả năng tự nhìn lại hành động và suy xét bản thân, từ đó học được những bài học quý giá, rồi mới có được phúc khí lớn. Người biết nhận lỗi không chỉ không mất đi bất cứ điều gì, mà ngược lại, họ còn thể hiện rằng mình là người rộng lòng và độ lượng. Những người này thường có vận khí tốt, được nhiều người tin tưởng và sẵn lòng trợ giúp. Chính sự khiêm tốn và sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm giúp họ dễ dàng thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Đáng buồn, trong xã hội hiện nay, sự kiêu ngạo và cái tôi quá lớn khiến nhiều người ngại thừa nhận lỗi lầm của mình. Điều này không chỉ gây ra mâu thuẫn và hiểu lầm, mà còn làm giảm uy tín và niềm tin từ những người xung quanh. Ngược lại, những ai biết nhận lỗi và sửa sai sẽ tạo dựng được lòng tin và sự kính trọng từ người khác. Họ không những cải thiện được bản thân, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc và sống tích cực hơn. Bạn có thấy xung quanh mình có ai như vậy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Chúng ta hãy nhớ rằng, nhận lỗi không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của sự trưởng thành và trách nhiệm.
Việc thừa nhận lỗi lầm giúp chúng ta học hỏi và phát triển, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Bằng cách này, chúng ta không chỉ cải thiện mối quan hệ cá nhân mà còn đóng góp vào một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mọi người biết lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau. Thứ ba, người có thể nhẫn. Cổ nhân có câu, nhẫn một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Lời dạy này không chỉ là một phương châm sống, mà còn là một cách để tu dưỡng tâm tính và bảo vệ sức khỏe. Trong xã hội hiện đại, đầy rẫy những áp lực và căng thẳng, việc giữ cho mình một tâm hồn khoan dung, độ lượng, biết nhẫn nhịn và không tranh biện, có thể giúp chúng ta tránh xa những thị phi, sống một cuộc đời an yên và tự tại. Đa số người có lòng khoan dung, biết nhẫn nhịn, thường dễ dàng hóa giải mọi khó khăn. Khi đối mặt với những thử thách và trở ngại, họ không vội vàng phản ứng, mà bình tĩnh suy nghĩ, tìm ra giải pháp khôn ngoan. Nhờ vậy những vấn đề lớn dần trở nên nhỏ bé, những mâu thuẫn căng thẳng dần tan biến. Sự điềm tĩnh và nhẫn nại đó không chỉ giúp họ vượt qua sóng gió, mà còn mang lại phúc báo, may mắn cho cuộc đời họ. Trong thực tế xã hội hiện nay, chúng ta thường thấy những người thành công không phải là những người luôn đối đầu và tranh chấp, mà là những người biết lắng nghe, biết nhẫn nhịn và giải quyết vấn đề bằng trí tuệ và lòng bao dung. Sự căng thẳng trong cuộc sống, từ công việc đến gia đình, có thể được giảm thiểu đáng kể nếu mỗi người biết nhẫn một chút, lùi một bước. Điều này không chỉ mang lại sự yên bình cho bản thân, mà còn tạo ra một môi trường sống hài hòa, êm ấm hơn cho những người xung quanh. Hơn nữa, biết nhẫn nhịn còn giúp chúng ta tránh được những xung đột không cần thiết, bảo vệ các mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống. Trong một xã hội mà mọi người đều muốn giành phần hơn, người biết nhẫn nhịn sẽ luôn có lợi thế, bởi họ hiểu rằng sự yên bình trong tâm hồn và sự ổn định trong cuộc sống mới là điều quý giá nhất. Tóm lại, nhẫn không chỉ là một đức tính cao đẹp, mà còn là một kỹ năng sống vô cùng cần thiết trong xã hội hiện nay. Biết nhẫn nhịn không chỉ giúp chúng ta sẽ tìm thấy sự an yên, hạnh phúc và may mắn, đồng thời xây dựng được một cuộc sống vững bền và ý nghĩa, gặt hái được nhiều phúc đức. Thứ tư, người biết cảm ơn. Bạn có bao giờ giúp đỡ một ai đó, không những không được nghe câu cảm ơn mà còn bị họ đối xử tệ hơn không? Nếu đã từng rơi vào trường hợp đó, hãy bình luận số 8 dưới video nhé. Việc bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích những điều chúng ta nhận được, dù là hữu hình hay vô hình, cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Khi chúng ta thực sự trân trọng, biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống, như một lời khen ngợi chân thành hay một sự giúp đỡ bất ngờ, chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều cảm xúc tích cực hơn. Lòng biết ơn không chỉ giúp chúng ta tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, mà còn có khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Nó là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp chúng ta đương đầu với nghịch cảnh và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đồng thời, lòng biết ơn cũng là nền tảng để xây dựng các mối quan hệ vững chắc và bền chặt hơn. Hơn nữa, khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có và trân trọng những người xung quanh, chúng ta tạo ra một môi trường sống tích cực và hạnh phúc hơn. Những người luôn mang trong mình lòng biết ơn và yêu thương người khác thường nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ người khác. Họ không chỉ làm phúc cho người khác mà còn nhận lại phúc lành cho chính mình. Đáng buồn khi thực trạng xã hội hiện nay ta thấy rằng những giá trị tinh thần như lòng biết ơn đang dần bị lãng quên trong cuộc sống bận rộn và vội vã. Nhiều người chỉ tập trung vào những điều tiêu cực, những thất bại và khó khăn, mà quên đi việc trân trọng những điều tốt đẹp đã đến với mình để biết ơn nó. Hãy thử nhìn lại những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa xung quanh ta. Một lời hỏi thăm từ đồng nghiệp, một bữa cơm gia đình ấm cúng, hay chỉ đơn giản là một nụ cười từ người lạ trên đường. Những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chính là nguồn năng lượng tích cực giúp chúng ta sống vui vẻ và an yên hơn. Thứ năm, người biết buông bỏ.
đời người có những thứ giống như vali hành lý vậy. Khi cần dùng, ta nhấc tay nắm kéo lên. Khi không cần, ta đặt nó xuống. Nhưng nếu lúc cần buông mà nhất định không đặt xuống, ta sẽ phải mãi kéo theo một chiếc vali hành lý nặng nề. Thì thử hỏi, làm sao có thể thông dong tự tại được đây? Trong xã hội hiện đại, cuộc sống càng trở nên phức tạp với vô số áp lực và yêu cầu từ công việc, gia đình, đến các mối quan hệ xã hội. Nhiều người mãi mê theo đuổi danh vọng và tiền bạc, không ngừng gồng mình để đạt được những điều họ cho là thành công. Thế nhưng, khi càng ôm giữ nhiều thứ, ta lại càng thấy mệt mỏi và căng thẳng. Bởi vì những chiếc vali hành lý đó không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là những kỳ vọng, áp lực từ xã hội và bản thân. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc thực sự không đến từ việc sở hữu nhiều thứ, mà đến từ sự đơn giản trong tâm hồn. Khi ta biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, ta mới có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản. Điều này không phải ai cũng hiểu, nhưng một khi nhận ra, ta sẽ thấy cuộc đời trở nên dễ chịu và đáng sống hơn nhiều. Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Còn nếu bạn vẫn còn mông lung, thì hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại của chúng ta. Những áp lực công việc, lo toan tài chính và mối quan hệ phức tạp có thể làm ta kiệt quệ. Nếu không biết buông bỏ, để bản thân nghỉ ngơi một chút, thì ta sẽ bị đè nặng bởi những áp lực ấy mà suy sụp. Hãy nhớ rằng, đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân là biết đặt xuống những chiếc vali hành lý vô hình để tâm hồn được tự do, thư thái. Chỉ khi đó, ta mới thực sự trải nghiệm được niềm vui và sự an lạc trong cuộc sống, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bình yên và ý nghĩa. Thứ 6. Người coi trọng thể chất. Đa số chúng ta chỉ khi lâm bệnh hoặc trải qua những cơn đau ốm thì mới thực sự hiểu được rằng có một sức khỏe tốt chính là một loại phúc không dễ gì có được. Nhất là trong xã hội hiện đại đầy áp lực và căng thẳng, việc chăm sóc sức khỏe cả thể chất và tinh thần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cổ nhân xưa đã dạy, những ai mong muốn có phúc khí lớn cần biết quý trọng và bảo vệ sức khỏe của mình. Họ hiểu rằng thân và tâm không thể tách rời, mà có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ. Không có sức khỏe sẽ không thể làm gì được cả. Nhiều người trong chúng ta đều cầu mong sống thọ, nhưng thường chỉ chú trọng vào việc uống thuốc này kia để tránh xa bệnh tật, mà không để ý đến việc nuôi dưỡng cơ thể. Trên thực tế, cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh không phải chỉ là chăm sóc cơ thể bên ngoài, mà bao gồm cả dưỡng tâm. Khi tâm hồn bình an, con người mới có thể đối diện với mọi biến cố và thử thách một cách vững vàng và sáng suốt. Việc nuôi dưỡng tâm tính không chỉ giúp ta duy trì sức khỏe tinh thần, mà còn giúp ta phát triển khả năng đối mặt với khó khăn, giữ gìn sự cân bằng trong cuộc sống. Đời người thực chất là một quá trình tu hành. Quá trình này quý giá nhất ở việc tu tâm. Học cách giữ tâm hồn thanh thản và bất động trước mọi hoàn cảnh. Đó chính là bí quyết để duy trì sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Trong xã hội ngày nay, nhiều người chạy theo vật chất, danh vọng mà quên mất việc tu dưỡng tâm hồn. Nhưng chỉ khi chúng ta biết học tập và tu dưỡng không ngừng, biết lấy tâm bất động để đối mặt với mọi thử thách, thì cuối cùng chúng ta mới có thể đạt được phúc báo và sự mãn nguyện trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, một tâm hồn thanh thản và một trái tim rộng mở là nền tảng cho một cuộc sống viên mãn. Chỉ khi chúng ta biết quý trọng và nuôi dưỡng cả thân và tâm, chúng ta mới có thể tận hưởng được phúc lành thực sự và sống một cuộc đời đáng sống. Ngay từ hôm nay, hãy dưỡng tâm mình bằng cách thiền định mỗi ngày bạn nhé. Nghe đến đây, bạn có thấy mình có đặc điểm nào của người có phúc khí lớn không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Còn không có thì bạn cũng đừng buồn, bởi phúc phận là do chính ta quyết định. Ai có sở trường của người ấy, cũng như ít hay nhiều thì ai cũng có phúc. Ai cũng có sở đoản của người ấy, con người hay sự vật đều như vậy. 2000 năm trước, Trang Tử đã dùng câu chuyện cây gỗ lớn để nói cho chúng ta biết về đạo lý sâu sắc giữa hữu dụng
và vô dụng. Cây không thể lấy gỗ, tự sẽ có đạo lý sinh tồn. Người ta dù là ai, ắt cũng có chỗ dùng được, ắt cũng có phúc phận của riêng mình. Thứ nhất, cây không thể lấy gỗ, tự sẽ có đạo lý sinh tồn. Trong Tiêu Dao Du, Trang Tử, có một câu chuyện về cây đại thụ như sau. Một ngày nọ, Huệ Tử nói với Trang Tử: có một cây đại thụ mà người ta gọi là cây sư. Gốc cây to lớn, xù xì. Cành cây cong queo, không theo khuôn mẫu. Nó mọc bên đường, thợ mộc chẳng buồn để ý. Dù cây to lớn, nhưng gỗ của nó không dùng được. Ai cũng khinh bỉ nó. Trang Tử đáp: ông có thấy con mèo và con chồn không? Chúng cuộn mình chờ động vật nhỏ ra chơi, rồi nhảy ra vồ mồi. Chúng không phân biệt cao thấp, thường vồ trúng, nhưng cuối cùng lại mắc lưới. Còn con bò, thân hình to lớn như đám mây ngang trời, không bắt được chuột, nhưng lại rất hữu ích. Hiện tại, tiền sinh có một cây đại thụ như vậy. Đừng lo không có chỗ dùng. Hãy trồng nó nơi đồng không mông quạnh. Cây này không lấy được gỗ nên sẽ không bị chặt. Ông có thể tự do thoải mái quanh quẩn bên gốc cây, tiêu diêu tự tại dưới bóng cây, còn gì phải phiền lòng. Hơn nữa thì Tiền Lý Bạch từng nói: trời sinh ta, ắt có chỗ dùng. Khi ông cảm thấy mình bình thường, không nổi trội, có lẽ chỉ là vì chưa tìm được lĩnh vực phù hợp mà thôi. Ban Siêu, nhà quân sự và ngoại giao nổi tiếng, thời trẻ chỉ là một tiểu lại chép văn thư trong quan phủ. Ông từng than rằng, dù chép cả đời, cũng chỉ là cuộc sống vô danh. Ông bèn xếp bút nghiêng đi tổng quân, theo danh tướng Đậu Cố xuất quân đánh Hung Nô. Sau đó lại đi sứ Tây Vực. Trong 31 năm, ông bình định hơn 50 quốc gia Tây Vực. Ban Siêu vẫn là Ban Siêu, nhưng khi thay đổi vị trí, ông trở thành anh hùng lưu danh thiên cổ. Đó chính là phúc phận của ông. Thứ hai, tầm thường cũng là phúc phận. Trong cuốn Nhân Gian Thế, Trang Tử, có một câu chuyện ngụ ngôn về một cây đại thụ độc đáo. Trang Tử cùng đệ tử của mình dừng chân trước một ngọn núi, nơi họ bắt gặp một cây đại thụ khổng lồ. Cây vươn mình mạnh mẽ bên dòng sông lớn, với tán lá rộng lớn đến mức có thể che bóng cho hàng ngàn con trâu. Gốc cây to đến mức không thể ôm hết bằng hai tay, và ngọn cây vươn cao tới đỉnh núi, như thể sẵn sàng đóng hàng chục con tàu lớn. Nhiều người dừng lại chiêm ngưỡng cây, nhưng những người thợ mộc lại xem như không thấy gì, lặng lẽ đi qua mà không để tâm. Trạng Tử không thể kiềm chế sự tò mò, liền hỏi một người đốn củi đứng gần: cây đại thụ hùng vĩ như vậy, sao lại chưa bao giờ bị chặt? Nó đã đứng trơ trọi suốt mấy nghìn năm như thế. Người đốn củi cười nhẹ đáp: đó là vì cây này không phải là loại gỗ quý. Gỗ của nó không phù hợp để làm tàu thuyền, vì dễ bị chìm. Để làm quan tài thì nhanh mục nát, làm dụng cụ thì dễ hỏng, làm cửa thì nhựa cây chưa khô, làm cột thì dễ bị mục rỗng. Vì vậy cây này không có giá trị sử dụng, nên mới có thể đứng vững suốt bao năm mà không bị chặt. Trang Tử mỉm cười, suy ngẫm rồi nói: cây đại thụ này nhờ vào sự không hữu dụng của nó mà đã tránh được búa rìu của con người. Cũng như trâu có đốm trắng trên đầu và lợn có mũi hơi cao, những người thầy mo coi đó là điều không may, nên không bao giờ dâng lên lễ vật cho hà bá. Hay như người tàn tật, không được đưa vào những nơi nguy hiểm của chiến trường, vì thế mà bảo toàn được mạng sống. Có hai câu cổ ngữ nói rằng: tự cổ tài mệnh lưỡng tương phương. Từ xưa, tài năng và số phận thường mâu thuẫn nhau. Dung nhân đa hậu phúc. Người bình thường thường được hưởng phúc lớn. Điều này có nghĩa là những người tài giỏi thường phải đối mặt với sóng gió và sự đố kỵ,
cuối cùng có thể gặp tai họa. Ngược lại, những người trông có vẻ bình thường, không tranh chấp với đời, có thể kiên nhẫn, lại dễ dàng đạt được phúc lộc lớn lao. Thứ ba, tưởng là vô dụng, cuối cùng lại vô cùng hữu dụng. Có một câu chuyện lưu truyền trong dân gian về một nhân vật lịch sử, Chu Mãi Thần, một danh tướng nổi tiếng thời Hán, từng có một khởi đầu khiêm tốn. Trong những ngày đầu gian khó, gia đình ông sống trong một căn nhà tranh đơn sơ dưới chân núi Cối Kê, sinh sống bằng nghề đốn củi. Mặc dù hoàn cảnh bần hàn, Chu Mãi Thần lại là người trung hậu, chân thành và đặc biệt đam mê sách vở. Trong những lần gánh củi đi bán, ông không quên tranh thủ thời gian để đọc và học thuộc các bài học quý giá. Nhưng sự khổ cực và đam mê của ông lại bị lũ trẻ trong thôn coi thường và chế giễu. Một ngày nọ, khi vợ ông thấy ông lại trở thành trò cười cho lũ trẻ, bà không kiềm chế được sự thất vọng và lên tiếng. Ông chỉ là một người bán củi, những cuốn sách giải trí này có ích gì? Tôi chưa bao giờ thấy một người đốn củi nào thành công lớn. Ngay cả trẻ con cũng dám nhạo báng ông. Và giờ thì tôi không thể chịu nổi nữa, chúng ta chia tay đi. Và thế là bà rời bỏ ông để kết hôn với một thợ mộc mà bà tin là giàu có và hữu dụng. Nhưng thời gian đã chứng minh sức mạnh của kiên trì và trí tuệ. Sau 7 năm miệt mài đọc sách và học hỏi, Chu Mãi Thần trở thành người nổi danh khắp nơi. Ông được tiến cử lên Hán Vũ Đế và được bổ nhiệm làm thái thú của Cối Kê. Người vợ xưa kia của ông vì tầm nhìn hạn hẹp và lòng tham công danh cuối cùng phải lang thang nơi đầu đường xó chợ, không còn có được vị trí hay sự kính trọng. Những người mãi mê tìm kiếm lợi lộc ngay trước mắt thường sống trong khổ đau, bị cuốn vào vòng xoáy của sự bức bách và thất bại, làm tổn hại cả sự nghiệp lẫn gia đình. Còn những người kiên nhẫn với những việc tưởng chừng vô dụng, tiếp tục học hỏi và nỗ lực từng ngày, cuối cùng lại tìm thấy phúc phần và thành công. Những người có tâm hồn bình yên và ít ham muốn, biết đủ để cảm thấy vui vẻ, chính là những người cuối cùng được hưởng thành quả ngọt ngào. Đôi khi, những điều tưởng như vô dụng lại chính là chìa khóa dẫn đến những thành công bất ngờ. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có giá trị riêng của nó. Những điều nhỏ bé có lợi ích riêng. Những điều lớn lao có mục đích lớn lao. Và chính những điều tưởng chừng không có giá trị lại thường mang lại những điều tuyệt vời nhất. Nghe đến đây, bạn có thấy điều này đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Điều chúng ta cần làm là điều chỉnh mọi hành vi trong ngày của mình để phúc báo của bản thân không bị tiêu tan. Bởi có một số người ngay từ khi sinh ra đã đại phú đại quý, nhà cao cửa rộng, nhưng bởi vì làm ra những việc thất đức mà tổn hại phúc báo của mình, khiến cho cuộc đời trở nên khổ sở vô cùng. Dưới đây là 5 loại hành vi càng làm thì càng khiến phúc mỏng, mệnh khổ. 1. Thường đàm luận thị phi. Cổ nhân từng dạy, dù một người có hành xử như thế nào, chúng ta không nên đứng sau lưng và bàn tán về họ. Bởi đàm luận thị phi sau lưng người khác là hành vi thiếu lễ độ và không phù hợp với những giá trị đạo đức. Những người có tâm tính tốt sẽ không chọn cách ứng xử như vậy. Nếu chúng ta nhận thấy một hành vi nào đó là sai trái, thay vì phê phán sau lưng, hãy tìm thời điểm và hoàn cảnh phù hợp để góp ý một cách thiện chí và xây dựng. Như cổ nhân đã dạy, vàng không thuần khiết, người không hoàn mỹ. Ai cũng có những lỗi lầm và sai sót, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thể sửa chữa và cải thiện. Khi chúng ta kết giao với người khác, hãy chú ý đến những điểm tốt của họ thay vì tập trung vào khuyết điểm nhỏ nhặt mà nói xấu họ. Nếu chỉ chầm chầm bới móc những sai sót, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy và đánh giá đúng những ưu điểm và giá trị thực sự của người khác. Nếu cứ như vậy thì ai nào dám chơi với bạn đây? Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu thấy đúng, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Nhất là trong xã hội hiện nay, việc nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác lại càng trở nên quan trọng.
Hãy nhớ rằng, hành động tử tế và sự khoan dung không chỉ giúp ta có nhiều phúc khí, xây dựng những mối quan hệ bền chặt, mà còn mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho chính chúng ta. Khi chúng ta biết thông cảm và rộng lượng với người khác, chúng ta đang góp phần tạo dựng một xã hội văn minh và thân thiện hơn. 2. Bất hiếu, ngược đãi cha mẹ. Cổ ngữ có câu, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Một người mà không có lòng hiếu thảo với cha mẹ, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, thì thật khó có thể được người khác tin tưởng, dù là trong những việc nhỏ nhặt hay những công việc lớn lao. Bởi vì nếu một người còn không thể đối xử với cha mẹ bằng sự kính trọng và ân nghĩa, thì thử hỏi làm sao họ có thể chân thành và thật lòng với những người khác. Trong xã hội hiện nay, chúng ta thường thấy những người bất hiếu có vẻ ngoài nhiệt tình và ân cần với người khác. Thế nhưng, nhiều khi những cử chỉ đó chỉ là để phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ. Khi đứng trước sự lựa chọn có lợi cho bản thân, họ sẵn sàng bỏ qua mọi đạo lý và nghĩa vụ. Họ có thể thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ người khác, nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc cho những toan tính ích kỷ. Bạn đã từng gặp kiểu người nào như vậy chưa? Nếu đã từng, hãy bình luận số 5 dưới video nhé! Nhân quả báo ứng. Đa số những người bất hiếu luôn phải chịu quả báo nhãn tiền. Họ thường phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và không ít lần phải chịu đựng những khó khăn giống như cách họ đã đối xử với cha mẹ. Lời dạy của ông cha ta, thiện có thiện báo, ác có ác báo, là một chân lý sâu sắc. Những ai không biết trân trọng và hiếu thảo với cha mẹ thì cũng sẽ không thể mong đợi nhận được phúc báo hay hạnh phúc lâu dài. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi mà giá trị đạo đức thường xuyên bị thử thách, việc giữ gìn lòng hiếu thảo càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đừng để những xô bồ và cám dỗ của cuộc sống làm bạn quên đi những giá trị cơ bản và thiêng liêng. Đối xử tốt với cha mẹ không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là nền tảng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và đáng trân trọng. Vì vậy, hãy sống với lòng hiếu thảo chân thành, vì đó chính là cách để bạn tạo ra phúc đức cho chính mình và tương lai của bạn. 3. Ghen ghét, đố kỵ. Cổ ngữ có câu, thấy người khác được thì giống như mình được, thấy người khác mất thì giống như bản thân mình mất. Người nào trong tâm có ý niệm này thì trời tất sẽ bảo hộ. Câu nói này khuyên rằng chúng ta sống rộng lượng và nhân ái. Khi chứng kiến người khác thành công, ta nên vui mừng cùng họ. Khi thấy người khác gặp khó khăn, ta nên cảm thông và chia sẻ. Đây là cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và cũng là cách tạo nhiều phúc báo cho bản thân. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, có không ít người sống với tâm tật đố và đố kỵ. Họ thường ghen tị với thành công của người khác và cảm thấy vui sướng khi người khác thất bại. Những người như vậy không chỉ khó lòng hòa nhập vào cộng đồng mà còn làm mất đi nhiều phúc khí cho chính mình. Tâm tật đố không chỉ khiến họ trở nên nhỏ mọn và hẹp hòi mà còn làm họ mất đi khả năng suy nghĩ sáng suốt và phân biệt đúng sai. Bởi khi bị chi phối bởi sự đố kỵ, người ta dễ dàng rơi vào những quyết định sai lầm và hỏng việc, từ đó gây tổn hại cho chính mình và những người xung quanh. Còn khi ta sống với tâm hồn rộng lượng và biết vui mừng cho thành công của người khác, đồng cảm với nỗi đau của họ, ta không chỉ nâng cao phẩm giá bản thân mà còn giúp tạo ra một môi trường sống tích cực và hạnh phúc hơn. Sự rộng lượng và lòng tốt là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống hài hòa và những mối quan hệ bền chặt. Hơn nữa, sự đố kỵ và tật đố không chỉ làm tổn hại đến người khác mà còn là nguyên nhân chính khiến phúc báo của chính mình ngày càng giảm sút. Thế nên, là một người khôn ngoan, hãy để lòng tốt và sự đồng cảm trở thành ánh sáng dẫn đường trong cuộc sống của bạn, giúp bạn xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa và góp phần tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn, bạn nhé! 4. Sống xa xỉ, phung phí. Người xưa, dù có giàu có đến đâu, cũng luôn nhấn mạnh việc giáo dục con cái về sự tiết kiệm và cần cù. Họ tin rằng, sống tiết kiệm và làm việc chăm chỉ
là những phẩm chất quý giá cần được rèn luyện từ khi còn nhỏ. Thế nhưng, trong xã hội hiện đại ngày nay, nhiều người lại có quan điểm trái ngược. Họ cho rằng, sống là để hưởng thụ. Cuộc sống phải được trải nghiệm xa hoa và sang trọng. Và chỉ khi bằng bạn bằng bè mới là đáng sống. Cổ nhân thường nói, phúc bất tận hưởng, nghĩa là phúc báo của một người không thể tận hưởng hết. Theo quan điểm xưa, tiền bạc và của cải mà một người có được đều là kết quả của phúc báo và may mắn. Chính vì thế, người xưa rất chú trọng việc tích phúc, giữ gìn của cải và không lãng phí. Họ dạy con cháu rằng, nếu một người chỉ biết tiêu xài phung phí mà không chú trọng đến việc làm thiện, tích đức, thì tai họa có thể đến ngay lập tức. Còn ngày nay, trong một thế giới đầy cám dỗ và áp lực về vật chất, quan điểm sống của hầu hết mọi người thường chỉ tập trung vào hưởng thụ và xa hoa. Nhiều người chạy theo những tiêu chuẩn vật chất và danh vọng, coi việc thể hiện sự giàu có và đẳng cấp là mục tiêu sống quan trọng nhất. Điều này đôi khi dẫn đến sự lãng phí lớn lao và thiếu suy nghĩ về tương lai, cũng như sự thiếu quan tâm đến những giá trị tinh thần và đạo đức. Thực trạng này phản ánh sự mất cân bằng trong xã hội hiện đại, nơi mà việc tích phúc và giữ gìn những giá trị cốt lõi ngày càng trở nên ít được chú trọng. Chúng ta cần học hỏi trí tuệ của người xưa, nhận thức rằng việc sống tiết kiệm, làm việc chăm chỉ và hành thiện không chỉ giúp bảo vệ phúc báo của bản thân, mà còn góp phần xây dựng một xã hội hài hòa và bền vững hơn. Khi chúng ta biết trân trọng và sử dụng của cải một cách thông thái, chúng ta không chỉ bảo vệ chính mình khỏi những tai họa không lường trước được, mà còn tạo điều kiện cho một cuộc sống an lành và ý nghĩa hơn cho thế hệ sau. 5. Luôn tranh công, đổ lỗi. Bạn có bao giờ gặp những người làm việc gì không như ý là đổ lỗi cho người khác không ạ? Nếu đã từng gặp, hãy bình luận số 8 dưới video nhé! Chúng ta cần hiểu rằng, trong cuộc sống, đôi khi mọi chuyện không diễn ra như chúng ta mong muốn, và chúng ta dễ dàng cảm thấy thất vọng hoặc tức giận. Thay vì vội vàng đổ lỗi cho người khác hoặc tìm cách tranh công, điều quan trọng là chúng ta cần nhìn lại chính mình trước tiên. Việc này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ nguyên nhân căn bản của vấn đề, mà còn giúp chúng ta trưởng thành và cải thiện bản thân. Khi gặp khó khăn hay thất bại, nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào việc chỉ trích người khác hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta có thể đánh mất cơ hội quý giá để học hỏi và phát triển. Trong xã hội hiện nay, nơi mà sự chỉ trích và đổ lỗi thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và trong các cuộc tranh luận, việc tự nhìn nhận và chịu trách nhiệm về hành động của mình lại càng trở nên quan trọng. Sự tranh công và đổ lỗi không chỉ làm mất đi cơ hội để khắc phục và cải thiện, mà còn làm giảm giá trị của phúc báo mà chúng ta có thể nhận được. Khi ta tập trung vào việc hiểu rõ nguyên nhân từ chính bản thân mình và chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, chúng ta không chỉ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn, mà còn xây dựng được sự tin cậy và tôn trọng từ những người xung quanh. Đây là cách để duy trì phúc đức mà còn giúp ta được mọi người yêu quý hơn. 5. Cổ nhân chỉ rõ, người phúc dày thường sở hữu 7 đặc điểm này, chỉ cần có một thôi hậu giận, về già sẽ rất sướng. Quý vị thân mến, phúc khí của con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn chọn lựa. Hôm qua bạn là người có phúc dồi dào, nhưng hôm nay lại vô phúc đến khó tin. May mắn thì nhiều, nhưng người có phúc thì chẳng mấy ai. Bởi cổ nhân xưa từng nói, không có việc phúc khí tồn tại mãi mãi trên đời này, nếu không tạo nên phúc khí thì sẽ mất hết. Vậy để biết bản thân mình hiện tại có còn phúc khí hay không, hãy cùng chú ý xem video ngày hôm nay bạn nhé. Đặc điểm thứ nhất, bình thản và giản dị. Cổ nhân xưa cho rằng, bình thản giản dị chính là một loại phúc báo. Người có biểu hiện này trên thân là người vô cùng có phúc lớn, hậu vận rất sướng. Kỳ thực, trong thời gian đời người có 5% sống trong đau khổ, 5% sống trong vui vẻ hạnh phúc, còn 90% là trải qua cuộc sống một cách bình thản. Bạn có tin điều đó không? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Có câu chuyện kể về một người đi xin bí quyết sống như sau. 30 năm trước,
có một chàng trai trẻ muốn rời quê hương đi lập nghiệp ở nơi xa. Điểm dừng chân đầu tiên, anh đến thăm vị tộc trưởng với mong muốn có được lời khuyên. Lúc đó, lão tộc trưởng đang viết thư pháp, nghe nói một người trong tộc bắt đầu bước chân trên hành trình cuộc đời. Ông đã viết ba chữ, đừng lo sợ. Sau đó ông ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ rồi nói, con à, bí quyết đời người nằm ở sáu chữ, hôm nay ta nói cho biết ba chữ, giúp con hưởng thụ nửa đời người. Rồi đến 30 năm sau, chàng trai trẻ hôm nào giờ đã bước vào tuổi trung niên, mặc dù đạt được một ít thành tựu trong sự nghiệp nhưng cũng gặp phải không ít những sự tình đau lòng trong cuộc sống. Nhưng đa phần anh sống rất bình thản vì anh không mong cầu, cũng không lo sợ gì nhiều. Đường về dài đằng đẵng, khi đặt chân trên mảnh đất quê nhà, chàng trai trẻ lại đến thăm vị tộc trưởng. Khi đến nhà của tộc trưởng, anh mới biết ông đã qua đời mấy năm trước. Người nhà lấy ra một phong thư rồi nói với anh, đây là lá thư mà tộc trưởng để lại cho anh. Tộc trưởng nói rằng, sau này anh sẽ đến. Về đến quê, chàng trai trẻ năm nào giờ mới nhớ tới, anh đã từng nghe được một nửa bí quyết nhân sinh ở đây. Mở phong thư ra, bên trong có ba chữ lớn, đừng hối hận. Trên đường đời, chỉ khi học được sống đạm bạc bình thản và giản dị thì mới là người có trí tuệ và phúc khí chân chính. Đạo gia thường nói, đại đạo hướng đến giản dị. Kỳ thực đơn giản bình dị chính là phúc báo lớn nhất đời người, là cảnh giới trí tuệ cao nhất để đạt được nhiều phúc báo. Sống giản dị không đồng nghĩa với thiếu thốn hay tằn tiện, mà là trân trọng những gì bản thân đang có, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại và không chạy theo những ham muốn vật chất vô độ. Khi tâm trí không bị vướng bận bởi những lo toan, bon chen, con người ta mới có thể tĩnh tâm suy ngẫm, thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh, từ đó đạt được trí tuệ sáng suốt và viên mãn trong tâm hồn. Bạn có tò mò gì sao giản dị lại đạt được những thứ đó không? Nếu có, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Giản dị còn thể hiện ở lối sống thanh tao, gần gũi với thiên nhiên. Tránh xa những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, hòa mình vào thiên nhiên trong lành, con người ta có thể thanh lọc tâm hồn, lấy lại sự cân bằng và bình an nội tâm. Sống giản dị mang lại cho ta nhiều lợi ích thiết thực. Khi không dung tay quá tráng, ta không phải lo lắng về gánh nặng tài chính, từ đó giảm bớt căng thẳng và lo âu. Tâm trí thanh thản, ta có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và theo đuổi đam mê. Hơn nữa, lối sống giản dị giúp ta trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống. Thay vì chạy theo những thú vui xa hoa, tốn kém, ta biết yêu thương những điều bình dị, đơn giản như một bữa cơm gia đình đầm ấm, một giấc ngủ ngon hay những giây phút quây quần bên người thân. Đạo gia cho rằng, đại đạo hướng đến giản dị. Câu nói này không chỉ là lời khuyên về lối sống mà còn là triết lý sống sâu sắc, giúp con người ta đạt được hạnh phúc và thành công đích thực. Hãy trân trọng sự giản dị, bởi đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến trí tuệ và phúc khí cho mỗi người. Đặc điểm thứ hai, giữ chữ tín. Người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng, quốc gia không giữ chữ tín thì không sao hùng mạnh được. Cổ nhân coi giữ chữ tín là một trong những phẩm hạnh quan trọng nhất để làm người. Tuân Tử nói, thành tín là điều mà người quân tử cần phải tuân giữ, cũng là nền tảng của việc nước nhà. Nếu như không có thành tín, bất kể việc gì cũng không thể làm được tốt. Quan hệ qua lại giữa người với người, then chốt nhất là phải thành tín. Lời đã hứa thì nhất định phải làm, việc đã làm thì nhất định phải kiên quyết, dứt khoát. Thành tín thuộc về phạm trù đạo đức, không có trọng lượng, cũng không có giá cả nhưng có thể khiến một người hoặc được tôn kính, hoặc thân bại danh liệt. Người không giữ lời hứa thì mọi lời nói, hành động của anh ta chẳng còn chút giá trị gì, thậm chí khiến người khác ghét bỏ. Còn người thành thực tuân giữ lời hứa, có tâm hồn cao quý, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Bởi vì, xe không bánh thì không đi được, người không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng. Trong Úc Ly Tử có ghi lại một câu chuyện về chữ tín rất hay. Chuyện kể rằng ở Tế Dương có một vị thương nhân giàu có, trong lúc qua sông chẳng may thuyền bị chìm. Ông nắm được một mảnh gỗ, lớn tiếng hô cứu mạng. Có một ngư dân nghe tiếng kêu cứu liền vội vàng chèo thuyền đến. Vị thương nhân vội kêu lớn lên, tôi là phú ông giàu có nhất vùng Tế Dương. Nếu ông có thể cứu tôi,
tôi sẽ cho ông 100 lạng vàng. Nhưng sau khi được cứu lên bờ, vì thương nhân lại trở mặt, chỉ đưa cho ngư dân 10 lạng vàng. Người ngư dân trách ông ta không giữ lời hứa, tráo trở lật lọng. Phú ông nói, anh chỉ là một dân chài, cả đời cũng không kiếm được mấy đồng bạc, nay lại đột nhiên có được 10 lạng vàng như vậy còn không thấy mãn nguyện ư? Ngư dân nghe vậy bèn lặng lẽ bỏ đi. Không ngờ về sau, vị phú ông đó lại một lần nữa bị lật thuyền ở ngay chỗ cũ. Phú ông lại lớn tiếng hô, ai cứu tôi với? Ai có thể cứu tôi sẽ cho người ấy 100 lạng vàng. Mọi người đều biết chuyện lật lọng ngày trước của ông ta nên không ai muốn đến cứu. Ngay lúc vị phú ông sắp không gắng gượng thêm được nữa, bỗng có một người ngư dân chèo thuyền đến cứu ông ta lên bờ. Phú ông lần này lại lấy ra 10 lạng vàng định đưa cho người ngư dân. Ngư dân đó nói, không cần đâu, tôi cứu ông là bởi lương tâm, chứ không phải vì 10 lạng vàng đó. Hẳn ông đã quên tôi rồi. Phú ông nhìn kỹ lại thì ra đó chính là người đã cứu ông lần trước. Sau đó, người ngư dân lên thuyền lấy ra 10 lạng vàng ngày trước trả lại cho phú ông, rồi quay lưng bỏ đi. Người có khí chất cao quý, mang nhiều phúc khí, ác phải là người biết giữ chữ tín vậy. Đặc điểm thứ 3, kiên trì. Bạn đã bao giờ phải đối mặt với hai lựa chọn, kiên trì không ngừng hay là từ bỏ buông xuôi chưa? Những lúc bạn như vậy bạn chọn buông hay kiên trì à? Nếu có buông hãy bình luận số 3. Chọn kiên trì hãy bình luận số 6 nhé. Thực tế lắng động radio thấy nếu như là người yếu đuối, không chỉ sẽ lựa chọn từ bỏ và cam lòng nhận thua mà còn tìm rất nhiều lý do để biện minh cho bản thân. Nhưng người mạnh mẽ sẽ luôn kiên trì không ngừng, dù biết kết quả là thất bại cũng phải thử một phen. Có người từng nói, người thành đại sự trên đời này đều là người ngốc. Kiểu người này một khi nhận ra được mục tiêu thì chỉ chuyên tâm kiên trì đi về phía trước cho đến khi đạt được thành công. Trái lại, có những người được xem là thông minh nhưng đầu óc xoay chuyển quá mau lẹ, làm việc nhìn ngang nhìn dọc, nghĩ đông nghĩ tây, kết quả chuyện gì cũng không thành. Tăng Quốc Viên, đại thần Trung Hưng nổi tiếng của triều Mãn Thanh, vốn không phải là thông minh trời sinh. Nhưng vì sao một mình ông có thể trở thành lập đức lập công lập ngôn ba bất hủ, làm thầy làm tướng làm quan chỉ một người? Bên trong lá thư gửi cho em trai mình, ông tự nhận mình mỗi ngày viết nhật ký bằng chữ khải, mỗi ngày đọc 10 trang sử, mỗi ngày ghi lại một bản cuộc truyện trò lúc dùng trà. Ba việc này chưa từng gián đoạn một ngày nào. Đằng sau ba việc mà Tăng Quốc Phiên làm mỗi ngày chỉ là hai chữ, kiên trì. Tinh thần kiên trì là cột trụ của thành công, phản ánh phẩm chất nội tại của một người và là thể hiện của tầm nhìn xa trông rộng. Ông cũng không phải chỉ một ngày làm tốt ba việc mà còn duy trì sự kiên trì ấy trong nhiều lĩnh vực khác suốt cả đời. Ví như, trong quân đội, ông luôn yêu cầu bản thân dậy sớm bất kể tiết trời nóng lạnh ra sao, bất kể hoàn cảnh thế nào. Ông chỉ cần nghe tiếng gà gáy liền thức dậy, huấn luyện binh sĩ, giải quyết các loại công việc. Có thể kiên trì, giữ bền chí, nói ra thì thấy rất dễ, thật sự làm được mới khó. Trên đời, người làm việc có thủy có chung, kiên định không lay chuyển là không nhiều. Thế mới thấy rằng, kẻ thù khó chiến thắng nhất của đời người chính là bản thân mình. Dẫu bạn tự chủ có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng có những lúc bị bản thân mình đánh bại. Nhưng nếu muốn nổi bật, trở nên xuất sắc thì cần phải duy trì thường hằng, kiên trì làm ngay cả những việc tưởng chừng đơn giản, bình thường nhất trong đời. Chỉ có người kiên trì mới đi đến tận cùng vạch đích thành công và nhận được nhiều phúc báo trong cuộc sống. Đặc điểm thứ 4, biết cảm ơn. Cổ nhân xưa từng nói, nếu một người không hiểu được cảm ơn thì sinh mệnh của người đó sẽ có chỗ khuyết thiếu. Khi đến với thế giới này, chúng ta đã nhận được quá nhiều thứ. Ví như, cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh cùng sức khỏe, anh em cho chúng ta tình thân, thầy giáo cho chúng tri thức cùng sự yêu mến, bạn bè cho chúng ta tình bạn và sự tín nhiệm. Mỗi lần chúng ta phải đối diện với phong ba bão táp hay đi qua con đường đầy chông gai, ấy là cuộc sống đang cấp cho chúng ta một lần cơ hội tăng thêm dũng khí. Tất cả những điều này đều cần chúng ta đối diện với nó bằng nụ cười cảm ơn. Học được cách cảm ơn, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống, đồng thời cũng trưởng thành hơn. Biết cảm ơn, chúng ta mới không dễ dàng bỏ cuộc và dũng cảm tiến về phía trước.
Biết ơn là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như chúng ta không có lòng biết ơn, đường đời chỉ toàn là chông gai và những điều không thuận lợi. Do vậy, muốn nhận được vận khí tốt thì cần hiểu được cảm ơn. Bởi vì hiểu được cảm ơn, một người mới có phúc báo. Do vậy, người tích âm đức sẽ mang theo tấm lòng biết ơn trên mình. Đặc điểm thứ 5, chính trực. Cổ nhân từng dạy rằng, bạn không nhất định trở thành một vĩ nhân nhưng hoàn toàn có thể làm một người chính trực. Vậy thế nào là chính trực? Chính là công chính, chính khí, là không nghiêng không lệch, không giả tạo, là quang minh lỗi lạc. Trực chính là rộng rãi, thẳng thắn, chân thật, đi thẳng về thẳng, không quanh co uốn lượn, không trôi theo dòng đời. Theo cổ nhân, người có khí chất cao quý, không kể là chuyện lớn chuyện nhỏ, không kể là đối đãi với ai, đều hoàn toàn chân thành. Đó không phải là chuyện lấy lòng giản đơn, càng không phải gì để giành được sự cảm thông. Đơn giản là làm người cần phải biết chính trực như vậy. Còn đối với người tâm thuật không ngay chính, có ý lừa bịp, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, dở mánh khóe thủ đoạn, trước mặt giảng lời quân tử, sau lưng làm chuyện tiểu nhân thì tuyệt đối không phải là phúc khí lớn, họ là người phúc mỏng, nếu không biết quay đầu lại sẽ ngày càng tiêu hết sạch phúc đức của mình. Thế nên chính trực là cột vững tinh thần của con người, mang đến cho con người nhiều điều tốt đẹp và mang lại nhiều phúc khí, cũng là thể hiện phẩm cách cao quý của một người. Đặc điểm thứ 6, vững vàng mạnh mẽ, sống lương thiện. Quân tử phải có bản lĩnh vững vàng, sống phải có tâm. Bạn có bao nhiêu bản lĩnh sẽ quyết định phúc khí của bạn có đủ đầy hay không. Nên nhớ rằng, người không có bản lĩnh, không có đức thì phúc khí cũng mỏng manh đến tội nghiệp. Thực tế, con người ta luôn có quyền lựa chọn cho chính bản thân mình. Có người chọn con đường tắt, dùng sự khôn giặc để trục lợi nhất thời, bất chấp đánh đổi bằng lòng tin, sự chân thành và cả đạo đức. Tuy nhiên, con đường này dẫn đến đâu? Niềm vui chốc lát từ lợi ích bất chính liệu có thể khỏa lấp sự dằn vặt từ lương tâm và sự khinh miệt của người đời. Hậu quả nhãn tiền là trắng tay lúc về già, mệt mỏi cả đời chìm trong toan tính và lừa lọc. Ngược lại, những ai chọn cho mình lối sống lương thiện, dù có thể gặp nhiều gian nan, thử thách, nhưng tâm hồn họ luôn thanh thản, an yên. Họ sống bằng chính trái tim chân thành, lấy sự tin tưởng và lòng tốt làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Có thể con đường này không trải đầy hoa hồng, nhưng họ sẽ nhận được sự yêu mến, trân trọng từ những người xung quanh và quan trọng hơn, họ sẽ được hưởng phúc đời đời về sau. Lòng thiện lương sẽ luôn dẫn lối họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, nếu con người trong lòng có quỷ dù giàu sang đến mấy cũng chẳng có phúc. Bởi sự tham lam, toan tính sẽ che mờ đi những giá trị tốt đẹp, khiến họ đánh mất chính bản thân và niềm tin của mọi người. Ngược lại, những ai đủ đầy thiện lương, cho dù có lạc lối đến mấy cũng có thể tìm được đường ra. Lòng tốt sẽ như ngọn hải đăng soi sáng con đường, giúp họ vượt qua mọi giông tố và tìm thấy bến bờ bình yên. Lựa chọn sống khôn lõi hay sống lương thiện là quyết định mang tính bước ngoặt cho cuộc đời mỗi người. Hãy chọn cho mình con đường chính nghĩa, sống bằng trái tim chân thành và lòng thiện lương, bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng và có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Đặc điểm thứ 7, biết đủ để tạo niềm vui. Khi ta trưởng thành, ta cần đối mặt với vô số thực tế phức tạp. Trách nhiệm gia đình, áp lực cơm áo gạo tiền, lo toan cho tương lai, tất cả đều đè nặng lên vai. Bạn có nhận thấy điều đó đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Lúc này, ta nhận ra rằng kiếm tiền chính là chìa khóa để giải quyết những gánh nặng ấy. Có tiền, ta có thể trang trải cho cuộc sống, bảo vệ những người thân yêu và tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, kiếm tiền cũng đi kèm với những nguy cơ và thử thách. Càng kiếm được nhiều tiền, ta càng phải đối mặt với nhiều cám dỗ và rủi ro. Áp lực công việc, sự cạnh tranh khốc liệt, những cạm bẫy thị trường, tất cả đều có thể khiến ta sa ngã và đánh mất bản thân. Vì vậy, điều quan trọng là ta phải biết rõ năng lực của bản thân, đặt ra mục tiêu phù hợp và có chiến lược kiếm tiền sáng suốt. Hãy luôn giữ vững bản lĩnh, đạo đức và sự tỉnh táo để không bị đồng tiền chi phối.
Có bao nhiêu người trong chúng ta mãi miết theo đuổi những mục tiêu xa vời, ép buộc bản thân đạt được những thứ vượt quá khả năng, để rồi đánh mất chính mình trong ảo mộng và thất vọng. Hãy nhớ rằng, năng lực của mỗi người là có giới hạn, cũng như trí tuệ sẽ mở ra cánh cửa cho thế giới tương xứng. Đừng cố gắng chạy theo những điều xa vời, những thứ nằm ngoài tầm giới, bởi điều đó chỉ dẫn đến mệt mỏi, chán nản và tổn thương. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, thay vì ảo tưởng về những điều không thể. Biết người biết ta là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Khi bạn hiểu rõ giới hạn của bản thân, bạn sẽ học cách hài lòng với những gì mình đạt được và từ đó nỗ lực từng bước để tiến bộ mỗi ngày. Đừng để tham vọng che mờ đôi mắt lý trí. Khi thực lực không tương xứng với dã tâm, con đường bạn đi sẽ đầy rẫy chông gai và thử thách. Thay vì chìm đắm trong ảo mộng về tiền tài, địa vị, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân, nâng cao năng lực và kiến thức. Hãy nhớ rằng, phúc khí đến từ sự hài lòng và biết ơn. Khi bạn trân trọng những gì mình đang có, bạn sẽ thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống. Đừng để bản thân bị cuốn theo những giá trị ảo. Hãy sống một cuộc đời thực tế, ý nghĩa và phù hợp với chính mình. Hãy sử dụng năng lực một cách thông minh, phát triển bản thân từng bước, và bạn sẽ gặt hái được thành công một cách bền vững và hạnh phúc. Nghe đến đây bạn thấy được tầm quan trọng của lòng kiên trì chưa ạ? Nếu thấy được tầm quan trọng của kiên trì, thì từ nay hãy kiên trì nhiều hơn nhé. Bên cạnh đó, bạn có biết kiên trì sẽ thường đi đôi với gì không ạ? Đó là sự cố gắng đó ạ. Nói tới sự cố gắng, COO nhân xưa từng nói rằng, sống trên đời ai không mà rời khỏi chữ gắng, thì chắc chắn hậu vận người đó rất tốt. Vì sao cổ nhân lại nói vậy? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. 1. Tuổi trẻ gắng mệnh tạo nền móng cho cả đời. Phạm Trọng Yêm được các nho sinh các thời đại coi là lãnh tụ tinh thần, gọi ông là nhân vật hàng đầu trong trời đất xưa nay. Gia tộc họ Phạm đã truyền thừa kéo dài 800 năm. Từ cuộc đời Phạm Trọng Yêm có thể rút ra một đạo lý sâu sắc, đó là con người sống trên đời không rời khỏi chữ gắng. Ở độ tuổi khác nhau thì cái cần gắng sức cũng khác nhau, nó quyết định phúc phận vận mệnh của mỗi người. Bạn biết không, những nhân vật phong lưu đời Tống đại đa số đều là con em gia đình đọc sách, nhưng Phạm Trọng Yêm gia cảnh bần hàn, 2 tuổi thì cha chết. Mẹ ông đem theo ông tái giá với họ Chu ở Trường Sơn, vì thân phận có con riêng nên thường bị con em nhà họ Chu giễu cợt. Thế nên khi còn rất nhỏ, Phạm Trọng Yêm đã quyết tâm tự lập, mà con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh của ông chính là đọc sách. Đầu tiên Phạm Trọng Yêm khắc khổ học ở chùa Lễ Tuyền. Mỗi ngày ông nấu cháo bằng 2 thăng gạo, đợi cháo đông kết rồi cắt làm 4 miếng, buổi sáng buổi tối mỗi buổi ăn 2 miếng và ăn kèm thêm chút rau dưa đỡ đói lòng. Khi đọc sách mệt mỏi quá, ông rửa mặt bằng nước lạnh. Hàng ngày canh 3 đi ngủ canh 5 dậy, buộc tóc lên xà nhà, rồi lấy dùi đâm bắp đùi để chống buồn ngủ. Cuộc sống như thế đã xuyên suốt sự nghiệp cầu học toàn bộ tuổi thanh thiếu niên của ông. Sau này để nghiệp học tiến thêm một bước, ông đã thi vào học viện Ứng Thiên nổi tiếng đương thời. Sử sách có chép, ông ở học xá tại Nam Đô, ngày đêm khổ học, 5 năm không cởi áo đi ngủ. Đêm mệt buồn ngủ thì lấy nước lạnh rửa mặt. Cuộc sống ông luôn luôn cháo không đủ ăn nên quá trưa mới bắt đầu ăn. Sáng sớm búa kiếm, ban ngày đọc kinh. Tuy lúc này điều kiện học viện cũng khá tốt, nhưng Phạm Trọng Yêm vẫn tiếp tục thói quen ăn cháo qua ngày. Có bạn học đồng sông thấy ông khắc khổ cầu học quá, bèn mang đến tặng ông đồ ăn ngon, nhưng Phạm Trọng Yêm nhẹ nhàng khéo léo tạ từ. Tôi đã yên lòng với cuộc sống các cháo ăn rồi, lo rằng khi đã hưởng thụ sơn hào hải vị thì sau này sẽ không nuốt được cháo và dưa muối nữa. Một bát cơm, một gáo nước, sống trong ngõ nhỏ tồi tàn, người ta ưu sầu không chịu nổi, hồi vẫn không thay đổi niềm vui rồi ông ạ. Câu nói này là Khổng Tử năm xưa đã khen Nhan Hồi, có lẽ cũng thích hợp nhất đối với Phạm Trọng Yên. Ông cũng nói, mục đích ông đến học viện là đọc sách chứ không phải hưởng lạc. Một lần Hoàng đế Chân Tông đi qua phủ Ứng Thiên, các học trò gọi nhau reo vui tung tăng đi ngắm long nhan. Có bạn học gọi Phạm Trọng Yên, ông vẫn không động lòng, cười và nói một câu, sau này ngắm cũng không muộn. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu khổ học.
Sau này Phạm Trọng Im trở thành môn sinh của Thiên Tử. Những bạn đồng học tìm trăm phương ngàn kế để ngắm Long Nhan, đại đa số khi ấy đều không thể tái xuất hiện trước mặt Hoàng đế. Lúc này thiên chất chúng ta không khác nhau nhiều, trải nghiệm cũng khá tương đồng. Ai gắng sức càng nhiều, kiên trì càng lâu thì người đó sẽ từ bình thường biến thành siêu thường. Thế mới thấy rằng, tuổi trẻ là giai đoạn tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và tiềm năng. Đây là thời điểm vàng để mỗi người học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức và kỹ năng, đặt nền móng cho sự thành công sau này. Gắng mình ở đây có nghĩa là nỗ lực hết mình, không ngại gian khổ, thử thách để theo đuổi ước mơ, hoài bão của bản thân. Trong giai đoạn này, mỗi người nên tập trung vào việc học tập, rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, cần chủ động khám phá bản thân, tìm kiếm đam mê và định hướng cho tương lai. Có thể nói, tuổi trẻ là thời điểm quan trọng nhất để mỗi người đặt nền móng cho một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Do đó, hãy trân trọng thời gian quý báu này và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu của bản thân. 2. Trung niên gắng đức là thượng phẩm làm người. Đến tuổi trung niên, Phạm Trọng Im đã lập gia đình và cuối cùng cũng vượt qua thời gian khó khăn nhất của cuộc đời ông, kim bảng đề danh, thân trong triều đình, phải gọi là cuộc sống đang được nhiều người mơ ước. Nhưng một người đứng càng cao thì phải nhìn càng xa. Phạm Trọng Im viết thư cho con trai rằng nên nhìn khí tiết lớn, không nên đàm luận ngay dẹo, vì cái danh nhỏ mà gây ra hối hận lớn cả cuộc đời. Đến tuổi trung niên, Phạm Trọng Im càng coi trọng đức hạnh đối nhân xử thế. Ông khuyên rằng con trai cũng chính là thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân, không được vì cái lợi trước mắt mà bất chấp phẩm hạnh và tiết tháo bản thân. Tống Nhân Tông đăng cơ ở tuổi thiếu niên, Lưu Thái Hậu nắm giữ triều chính lâu dài, trong và ngoài triều đình tiếng oán trách khắp mọi nơi, nhưng trước mặt Lưu Thái Hậu lại câm như hến. Duy có Phạm Trọng Im trực ngôn can gián, nói ra những lợi hại. Sau đó cũng vì điều đó mà Phạm Trọng Im bị giáng chức ra khỏi kinh thành. Sau khi Lưu Thái Hậu qua đời, Phạm Trọng Im được Nhân Tông triệu hồi về kinh. Nhưng vừa trở về chưa lâu, Phạm Trọng Im lại bị tể tướng Lã Di Giảng, người kết bè đảng Mưu Lợi Tư, Trinh A nắm giữ quyền bính bài xích. Tự phản tỉnh bản thân mà thấy mình đúng lý đúng đạo thì ngàn dạng người ta dẫn thẳng tiếng, Phạm Trọng Im lại can gián, lại bị giáng chức ra khỏi kinh thành. Nhưng không lâu sau, Phạm Trọng Im do lập công lao trên sa trường, đánh bại quân Tây Hạ nên lại được trở về kinh thành. Hoàng đế dùng Phạm Trọng Im chủ trì thực hiện chính sách khánh lịch tân chính, trừ bỏ những tệ nạn cũ tích tụ đã lâu. Biết rõ rằng đây không phải là công việc dễ dàng nhưng ông bất chấp tất cả đứng ra gánh vác. Kết quả Phạm Trọng Im lại lần nữa chịu oan. Phạm Trọng Im ba lần bị giáng chức. Mỗi lần giáng chức đều được người đương thời khen là một lần vinh quang được người đời ngưỡng mộ. Lần thứ nhất khen là cực quang, cực kỳ vinh quang. Lần thứ hai khen là vũ quang, vinh quang hơn nữa. Lần thứ ba khen là dư quang, càng vinh quang hơn. Ba lần lên lại ba lần xuống. Mỗi lần xuống thì thanh danh ông lại một lần lên cao. Mỗi lần lên địa vị của ông lại thêm một bậc, trở thành tấm gương cho người đọc sách, quản lý thiên hạ. Từ một học trò nghèo bước tới địa vị tể tướng dưới một người trên vạn người, những người có bối cảnh, có tài hoa, có năng lực hơn ông thì nhiều vô kể. Nhưng người có tâm hồn cao quý giống ông lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ thì quả là quá ít, quá hiếm. Thế nên trung niên là độ tuổi xây dựng công lao sự nghiệp, nhưng một người leo càng cao thì càng cần đức hạnh chống đỡ, mới không bị ngã thê thảm. Độ tuổi này mà ta từ bỏ, không cố gắng chắc chắn sẽ không thành công danh gì cả. Hơn nữa, khi bước vào độ tuổi trung niên, con người đã có một nền tảng nhất định về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sống. Đây là giai đoạn để mỗi người tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện bản thân về mặt đạo đức. Gắng đức ở đây có nghĩa là rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp, sống lương thiện, bao dung và vị tha. 3. Tuổi già gắng mệnh tạo phúc cháu con. Phạm Trọng Im sau khi thoát ra khỏi khánh lịch tân chính, ông không còn thế lực xoay chuyển càn khôn, nhưng những năm tháng tuổi già đã đón nhận phúc vận lớn nhất của đời người. Do sản vật phong phú, giao thông tiện lợi, từ đầu thời nhà Tống, Đặng Châu đã trở thành thánh địa dưỡng lão cho các nguyên thần nhà Tống. Đương thời triều đình có văn bản quy định,
người có ân với quốc gia hoặc quan chức 70 tuổi nghỉ hưu đều có thể đến Đặng Châu dưỡng lão, một mặt tiếp tục đóng góp tâm sức, một mặt vui vẻ sống hết tuổi trời. Khai quốc công thần Triệu Phổ, Trạng Nguyên, tể tướng Tô Dị Giảng, tể tướng bàn tay thép Khâu Chuẩn đều đến Đặng Châu an hưởng tuổi già. Những năm cuối đời, Phạm Trọng Yêm cũng đến đây. Do bao nhiêu năm nay Phạm Trọng Yêm đã lao tâm lao lực cho dân cho nước, ít thời gian ở với gia đình. Bắt đầu từ thời khắc này, cuối cùng ông đã có thể được hưởng niềm vui hạnh phúc gia đình rồi. Hàng ngày ngoài trồng hoa nuôi cỏ, vui cùng cháu con ra thì niềm vui lớn nhất của ông chính là giáo dục cháu con. Dưới sự giáo dục toàn tâm toàn ý của ông, bốn người con trai đều học thành tài. Con trai trưởng Phạm Thuần Hữu làm giám chủ bạ, Ty Trúc Giám. Con trai thứ Phạm Thuần Nhân làm quan đến chức tể tướng Bắc Tống. Con trai thứ ba Phạm Thuần Lễ làm quan thị lang bộ lễ. Con trai út Phạm Thuần Túy là thị lang bộ hộ. Hơn nữa bốn người con trai ông đều nổi tiếng trung hiếu nhân nghĩa, được ghi vào sử sách, cộng thêm bộ sách Phạm Trọng Yêm truyện. Cả nhà năm cha con đều được lưu danh sử sách, ngũ truyện truyền đời, vẻ vang gia tộc, tiếng thơm muôn đời. Phạm Trọng Yêm viết bài thơ Thích Ngân đăng giữ U Dương công tịch thương phân đề, tuy là thơ vui đùa, nhưng đã nói thấu tỏ đời người. Đêm qua nhân lúc xem thục chí, cười Tào Tháo tôn quyền Lưu Bị. Dùng hết cơ mưu tâm sức phí, chỉ được tạm ba phần thiên địa. Bấm tay suy nghĩ tranh hay cùng, chỉ là lưu linh một giấc say. Con người chẳng ai quá trăm năm, trẻ si mê về già tiều tụy. Chỉ ở giữa những kẻ thiếu niên, ai nhẫn không bị hư danh buộc. Quan nhất phẩm ngàn vàng cao, hỏi người tóc bạc tránh sao tuổi già. Sinh mệnh mỗi người đều có kỳ hạn, tuổi trẻ khí huyết thịnh, tinh lực dượng, nên nỗ lực gắng sức. Theo tuổi tác gia tăng, khí huyết dần suy nhược, lúc này đâu cần trăm phương ngàn kế dắt kiệt tâm sức dày dò tấm thân. Mọi người thường nói, tuổi già là lúc hưởng phúc vận, mà phúc vận này cũng là trải qua nỗ lực gắng sức mới có được, và đến độ tuổi này thì vẫn phải cố gắng, không thể buông xuôi bản thân được. Phạm Trọng Yêm về già rời xa sự hỗn loạn phiền nhiễu chốn quan trường, trở về với gia đình hưởng niềm vui trọn tuổi trời. Cha nhân từ con hiếu thuận, gia đình hòa thuận, không chỉ bồi dưỡng được người kế thừa đạt tiêu chuẩn mà còn đào tạo nhân tài ưu tú cho quốc gia. 800 năm sau, họ Phạm vẫn nghiêm cẩn tuân theo lời giáo huấn của Phạm Trọng Yêm, nhân tài danh nhân xuất hiện tới tấp, kéo dài mãi không ngớt. Đời người như vậy còn cầu gì hơn? Trước đền thờ Phạm Trọng Yêm có câu đối: quân cơ chứa đầy trong bụng, một đời công danh cao nhà Tống. Lo vui cùng với thiên hạ, ngàn thu thờ tế trọng Tô Đài. Tuy tuổi già là giai đoạn con người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, có nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Gắn giận ở đây có nghĩa là rèn luyện sức khỏe, giữ gìn tinh thần lạc quan và tích cực hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ở độ tuổi này, con người thường có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Do đó, hãy dành thời gian cho bản thân, gia đình và những người thân yêu. Tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với sức khỏe và sở thích để có một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh và ý nghĩa. Bên cạnh đó, tuổi già cũng là giai đoạn để mỗi người truyền lại kinh nghiệm sống và kiến thức cho thế hệ trẻ. Hãy chia sẻ những bài học quý báu của bản thân để giúp thế hệ trẻ trưởng thành và thành công hơn. Có thể nói, tuổi già là giai đoạn để mỗi người tận hưởng thành quả của cuộc sống và hướng đến những giá trị tinh thần cao đẹp. Do đó, hãy sống một cuộc sống an nhiên, tự tại và cống hiến cho cộng đồng trong giai đoạn này. Tuổi trẻ gắn mệnh, trung niên gắn đức, tuổi già gắn vận. Ba câu nói này mà Phạm Trọng Yêm đã dốc sức toàn tâm thực hiện, không chỉ vẽ vang một đời mà còn khai sáng cơ nghiệp cho cả một gia tộc muôn đời sau. Đến đây thời lượng chương trình đã hết, mong rằng bạn sẽ luôn cố gắng nỗ lực trong cuộc sống để tạo nhiều phúc báo cho cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Nếu thấy video này hay hãy bình luận số 9 dưới video và cùng xem thêm những video khác trên kênh bạn nhé. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.